Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Với những bạn lần đầu biết đến kênh thì rất vui được gặp các bạn. Mình tên là Dung Anh. Mình làm các video về chủ đề cuộc sống ở Nhật. Gần đây, nhờ có video cơn sốt Conan ở Nhật mà nhiều người biết đến kênh của mình hơn. Thật sự rất cảm ơn các bạn. Và trong số những video cũ thì mình thấy có một video được xem lại nhiều nhất là video chi tiêu một tháng của du học sinh ở Tokyo. Đó là video mà mình đã làm vào năm ngoái, khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2022. Từ đó đến nay thì đã có rất nhiều sự thay đổi. Cho nên hôm nay mình quyết định sẽ làm video chi tiêu một tháng của du học sinh ở Tokyo phiên bản tháng 4 năm 2023. Mình đã chuẩn bị sẵn sổ chi tiêu ở đây và có đổi ra tiền Việt luôn để tiện cho các bạn theo dõi. Về chi phí ăn uống thì tháng vừa rồi mình tiêu hết 35.226 yên, tương đương với 6 triệu rưỡi tiền Việt Nam đồng. Vào năm 2020 thì chính phủ Nhật đã làm một cuộc khảo sát xem tiền ăn trung bình của người dân là bao nhiêu, và kết quả là nữ giới độc thân dưới 34 tuổi tiêu khoảng 39.055 yên, tương đương với 7.200.000 tiền Việt Nam đồng một tháng. Còn đàn ông thì tiêu khoảng 8.800.000 đồng một tháng. Mình sẽ để bảng kết quả ở đây nhé. Cá nhân mình tiêu hết khoảng 6 triệu rưỡi, thấp hơn con số trung bình một chút. Mình nghĩ lý do là bởi vì thứ bảy chủ nhật đi làm thì mình ăn ở chỗ làm. Những ngày đó thì mình chỉ ăn một bữa ở nhà thôi, cho nên cũng tiết kiệm được một khoản. Về chi phí cơ sở bao gồm tiền nhà, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm thì tháng này mình tiêu hết 39.872 yên. Trong đó có tiền nhà là 35.220 yên, tương đương với 6 triệu rưỡi tiền Việt Nam đồng. Tiền điện thoại thì mình tiêu hết 772 yên, tương đương với 140.000 tiền Việt Nam đồng. Còn tiền bảo hiểm thì là 3.880 yên, tương đương với 720.000 tiền Việt Nam đồng. Gần đây do vật giá leo thang thì công ty mà mình đang thuê nhà cũng có thay đổi về hợp đồng, tức là không còn bao điện nước wifi nữa, và cứ hết một năm làm mới hợp đồng thì phải đóng thêm tiền. Nói chung là tình hình khó khăn chung mà cũng không trách được công ty. Có điều may mắn là mình đã vào nhà trước khi có cái sự thay đổi đó, cho nên mình vẫn được hưởng quyền lợi như khi mà mình bắt đầu ký hợp đồng, tức là tất cả trọn gói chỉ có 3,5 một tháng thôi, tương đương với khoảng 6 triệu rưỡi tiền Việt Nam đồng thôi. Về nhập dụng phẩm, mỹ phẩm thì tháng vừa rồi mình tiêu 6.107 yên, tương đương với 1.130.000 Việt Nam đồng. Trong đó chủ yếu là khăn ướt, khăn giấy, kem chống nắng, nước tẩy trang. Mình ngoài son môi ra thì không có trang điểm nên là mình cũng bớt được một khoản tiền make up. Về chi phí học tập thi cử thì tháng vừa rồi mình tiêu 62.061 yên, tương đương với 11.500.000 tiền Việt Nam đồng. Trong đó khoản chi lớn nhất là mình dùng để đóng khóa học phiên dịch y tế cho Trung tâm Y tế Quốc tế Nhật Bản. Khóa học này sẽ kéo dài trong 7 buổi và một buổi thi kết thúc khóa. Hiện giờ mình đã nhận được tài liệu của khóa học rồi. Tiện thể giới thiệu cho mọi người xem luôn. Trong 7 buổi thì mình sẽ học hết 3 tài liệu này. Ngoài ra thì mình có mua thêm một cuốn truyện âm dương sư nữa. Có giá khoảng 300 yên, mình mua sách cũ. Sách cũ ở Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Người ta còn giữ được cả cái kẹp sách này luôn này. Sách cũ nhưng mà thực chất thì mình thấy chất lượng cũng chẳng khác gì sách mới. Bên trong hoàn toàn là không có dấu hiệu nào là đã từng sử dụng. Âm dương sư rất là nổi ở Nhật luôn á mọi người.
Ở Việt Nam hình như cũng có bản dịch rồi. Mình nghĩ là có thể so sánh được với Liêu Trai Chí Diệu của Bùi Tùng Linh luôn. Nhưng đối với cá nhân mình thì Âm Dương Sư còn hay hơn. Âm Dương Sư rất là nổi luôn đó mọi người. Nếu có thời gian hoặc là có cơ hội thì mọi người hãy thử đọc nhé. Tiếp theo là về chi phí giao thiệp. Chi phí giao thiệp thì thường là tiền đi ăn với bạn bè hoặc là tiền mua quà cho đồng nghiệp vân vân. Thì tháng vừa rồi mình tiêu hết 4.480 yên, tương đương với 830.000 tiền Việt Nam đồng. Tiếp theo là phụ phí phát sinh. Phụ phí phát sinh là những khoản mà không phải tháng nào mình cũng sẽ chi, mà chỉ tùy hứng phát sinh thôi. Thì tháng này mình có tiêu hết 2.149 yên, tương đương với 400.000 tiền Việt Nam đồng, phát sinh do mình đi xem phim. Còn về vé tàu thì mình chia ra làm vé tháng và vé nạp vào thẻ để đi những tuyến ngoài vé tháng. Vé tháng thì tiết kiệm nhất là mình mua một lần gói 6 tháng luôn. Thì mình có cả thẻ sinh viên cho nên được hưởng ưu đãi của sinh viên. Vé 6 tháng của mình có giá là 38.230 yên, tương đương với 7 triệu 100 nghìn tiền Việt Nam đồng. Chia ra thì một tháng mình sẽ trả khoảng 6.370 yên, tương đương với 1 triệu 200 nghìn tiền Việt Nam đồng. Còn về tiền tàu ở bên ngoài vé tháng thì tháng này mình tiêu hết 178 yên, tức là mình chỉ đi ra ngoài vé tháng đúng một lần thôi. Do đó, tổng chi tiêu trong tháng vừa rồi của mình là 156.443 yên, tương đương với 29 triệu tiền Việt Nam đồng. Không biết là video này có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn được không? Dù sao thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem hết video này. Nếu thích kênh của mình thì hãy cho mình một nút like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!